thân có 3, miệng có 4 và ý có 3. Tất cả đều do ý mà ra. Nếu mà mình hiểu nghiệp như thế nào, mình hiểu nghiệp của mình ra sao, thì họa phước nó có sẵn trong nghiệp và mình chỉnh sửa, mình tu sửa thì mình sẽ được phước. Ban đầu, kinh thập thiện nghiệp đạo. Người đời thường bảo, đức năng thắng số. Hay có người nói, sống tốt sẽ được trời thương. Về lý thuyết thì đúng, về sự sẽ không thông. Vì hiểu khá sơ sài, không có phương pháp cụ thể, không thực hành đúng đắn, không thể đi đến đích. Chư vị có thể gặp bất kỳ người nào, từ bình thường đến những người giàu có, đầy trí tuệ. Xin tham vấn họ, định nghĩa nói ngắn gọn, thế nào là sống thiện? Chính bản thân chư vị tự vấn tâm mình xem, như thế nào là sống thiện, như thế nào là sống ác. Trong vài mươi phút đáp án như thế nào, rồi ghi ra kết quả. Bản thân Khải Toàn gặp rất nhiều người giàu có và thiện tri thức, rất ít người có thể giảng trạch ý nghĩa này một cách ngắn gọn. Giải nghĩa như thế nào sống thiện, thế nào sống ác. Kinh Thập Thiện là một bộ kinh nhỏ dạy người tu 10 thiện, xa 10 ác. Chư vị tham vấn giáo lý trong kinh, hãy xem đây là một phương tiện để giáo học, để tu học. Khi đủ công phu, ứng dụng vào đời sống, có trí tuệ truyền lại cho con cháu, giúp xã hội mai sau an hòa. Để giải đáp cho câu thế nào là sống thiện, những gì mình quyết định có lợi ở tương lai là thiện. Dù hiện tại thiệt thòi, tương lai có lợi đều là thiện. Giả dụ con của mình hư, mình ra sức dạy bảo, có thể la, có thể mắng, có thể đánh. Tuy nhiên hiện tại thiệt thòi, tương lai chúng sẽ nên người, đó là thiện. Ngược lại, nếu ông bà quá nuông chiều, không dám la mắng, không dám đánh chúng, hiện tại có lợi nhưng tương lai chúng sẽ hư. Đi ngược với lại thiện và ác. Xa hơn nữa, mời chư vị tham vấn bộ Bát Nhã Tâm Kinh. Đây là một bộ kinh đầy trí tuệ. Người ta hay nói nghiệp. Nếu mà bình thường mình hay nói là do nghiệp của tôi, do tôi như vậy rồi, do tôi thế này, do tôi thế kia. Mình nói nghiệp đơn giản thì không khéo nghiệp nó dẫn mình mà mình không hiểu gì về nghiệp. Sự nghiệp, tác nghiệp, đồng nghiệp, tốt nghiệp, lập nghiệp, thất nghiệp. Sự là việc làm, nghiệp là kết quả. Nên mình hay hỏi là sự nghiệp của anh như thế nào. Mình làm lâu ngày nó sẽ tích lũy. Thì nghiệp nó thể hiện qua thân, miệng, ý. Thân có 3, miệng có 4 và ý có 3. Tất cả đều do ý mà ra. Nếu mà mình hiểu nghiệp như thế nào, mình hiểu nghiệp của mình ra sao, thì họa phước nó có sẵn trong nghiệp và mình chỉnh sửa, mình tu sửa thì mình sẽ được phước. Ban đầu, kinh thập thiện nghiệp đạo, không sát sanh là không giết hại là nghiệp của thân. Không trộm cướp, mình không muốn ai giết hại mình thì mình đừng giết hại người khác. Không trộm cướp, mình không muốn ai lấy đồ của mình thì mình không lấy đồ của người khác. Không tà hạnh, mình không muốn ai dòm ngó tình cảm của mình thì mình đừng có xâm chiếm tình cảm của người khác. Đó là nghiệp ở thân. Nghiệp ở miệng, không nói dối, nói sai sự thật. Nhưng mà có những trường hợp có thể du di được. Ví dụ mình nói đừng cho làm, đừng làm cho người ta than oán, hoặc là mình nói cho ba mẹ mình vui. Không nói hai lưỡi, nói như thế này, nói như thế kia, nói khác đi làm cho có lợi cho mình. Không nói hung dữ là nói lời thô ác. Không nói ỷ ngữ là nói làm cho người ta mê hoặc mình. Giữ được 3-4 nghiệp của miệng rất là khó. Tại ngày nay người ta dễ phạm khẩu nghiệp. Không tham, không sân, không si mê. Tham, tất cả bắt đầu từ ý nghiệp. Người ta hay nói là tham sân si, nhưng mà đúng ra là từ si mê mà ra. Giả dụ mình si mê, mình có cái tôi, mình có cái ngã, mình muốn như thế này, mình muốn như thế kia, mình nghĩ mình làm được, mình nghĩ là mình phải lo cho ba mẹ, con cái, gia đình.
làm mình si mê. Mình tham công việc, mình tham kiếm tiền là tham danh tham lợi. Mình tham quan tâm đến người thân là mình tham ái, là tham tình cảm. Tham mà không được như ý, mua về cho nó một chén bầu ngư mà nó không ăn nó đổ à, thì tham không được thì mình nổi lên sân. Si mê mình sanh ra tham và mình nổi lên sân. Khi mà sân lên rồi thì thể hiện qua lời nói và hành động, đấm đá, chửi bới, mắng. Thế thì mình hiểu là tất cả là do si mê mà ra. Mà si mê mà ra là vẫn do cái thức thứ bảy. Mà thức thứ bảy một phần thôi là tại vì mình chứa trong cái hạt giống của mình rồi. Khi mình si mê thì mình nên biết là tất cả là do cái thức thứ bảy. Nên Duy Thức Học Pháp Tướng Tông là một cái bộ kinh nói về cách vận hành tâm tư, tâm trí của mình. Ai làm chủ mình mà mình giận, mình buồn, mình vui, mình không quản được. Mình không biết được ai làm chủ mình, tại vì mình mê, do thức thứ bảy nó chặn lại. Nó chặn 6 thức tiếp và cái thức thứ 8, linh tánh, Phật tánh, chân như, linh hồn, bản lai diện mục là một. Đây là cái tánh không sinh không diệt của mình. Thế thì nó ở đây là cái gương, mà ở đây là lớp bụi che đi cái gương, mình không thấy được mình trong gương. Cái này là lại do thức gương đó. Ở đây là mặt trời, ở đây là đám mây chia. Mặt trời không có nắng là do cái thức thứ bảy. Bước đầu mình giữ được 10 cái nghiệp này là mình giảm đi tạo oán. Nếu mà mình biết tu sửa, mình biết làm lành, chỉ thế thì không giết hại mà mình phóng sanh dưỡng sanh. Dưỡng sanh người vẫn hơn phóng sanh Phật, tùy căn cơ điều kiện của mình. Không trộm cướp mà lại bố thí. Bố thí tiền là sẽ có tiền. Mệnh của mình có tiền hay không, nó thấy rõ trong đó rồi. Không hơn không bớt. Nếu mà mình không hiểu được cái vòng vận mệnh của mình, không khéo là mình tổn cái phước cho người tháng năm sinh. Không tà hạnh mà phải chánh hạnh, trung thủy, nói chân thành. Thay vì mình không nói những cái lời gây ác ý, bây giờ mình nói những cái lời nó thuận theo hoàn cảnh, dễ nghe với đối phương, làm cho đối phương vui, nhưng mà không nói quá hoa mỹ. Không tham, không sân, không si. Không tham ngũ dục. Con người không ai không tránh khỏi được cái này. Tài sắc danh thực thùy. Tài là tiền bạc, sắc là đối tượng sắc đẹp, danh lợi, thực là thức ăn, thùy là ngủ nghỉ. Mình tham khiến mình gì? Mê muội, mình sân lên. Tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh mà mình giảm đi ít nhiều. Và để không được không, để bản thân của mình không si mê thì bắt buộc mình phải tu trí huệ. Trí huệ hay trí tuệ cũng được. Trí của thế gian dạy mình đây là chữ phúc. Trí của thế gian, người có học thì để chữ phúc ngược, biết rằng đây là phúc đáo, là phúc quay về. Người mà si mê thì cải chữ này để như vậy không đúng. Thế thì cuối cùng, kinh là những cái lời dạy cho mình sống lành, sống thiện, là cái phương pháp thực tế để mình tu cái trí tuệ. Mình mà tu được trí tuệ, mình hiểu được lẽ thật rồi, mình sẽ giảm đi sự chi phối của âm dương, là khác đi với cái vòng vận mệnh của mình.